bảo tôn sơ xác hãi hùng chìm đắm sông son vết tích hằn sâu con thuyền vô định mang nhiều hy vọng từ gió đón chào ôi tình nhân loại không cùng màu da nhưng chung máu chiến thắng lòng dân tràn niềm tin nói phương xưa đi lễ trần đình chiến công liên hoan đem nhau mùa vinh quang quang khúc ca hồi hương chung dương xây nước Nam muôn năm ngoài hùng chung dương xây nước Nam ngàn đời vang dội. Lòng dân tràn niềm tin nói câu xưa đi lễ trần đình chiến công liên hoan đem nhau mùa vinh quang quang khúc ca hồi hương chung dương xây nước Nam muôn năm ngoài hùng
Xin được cảm ơn phần trình bày vừa qua. Và thưa quý vị, kế tiếp là nhạc phẩm mà chúng ta đã nghe rất nhiều, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang trong những năm vừa qua, Việt Nam tôi đâu. Nhạc phẩm nói về hình hài của mẹ Việt Nam vẫn còn đó, và lũ vong nô đứt chặt háng trở dày xèo đã dày xéo lên thân mẹ Việt Nam, và nhìn đàn con lầm than đói khổ chết thục nơi hoàng trường sa thì lòng mẹ xót đau khôn cùng. Làm ngư sao được, hỡi con chân Việt, hãy cùng đứng lên đáp lời sông núi. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam tôi đâu, sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang qua phần trình bày của ban tù ca Xuân Điềm. Giặc tàu chết ngậm ngùi
bày của ban nhạc tù ca Xuân Điền. Xin thành thật cảm ơn các anh chị trong ban nhạc tù ca Xuân Điền. Và thưa quý vị, chúng ta thấy là khách cũng hơi thưa, thì cái không khí cũng hơi lạnh. Theo như lời ban tổ chức nói thì nếu mà quý vị thấy cái ghế mà kế bên mình trống một chút xíu đó thì xích qua bên tay trái hoặc là bên tay phải của mình một chút cho nó ấm áp hơn, được không? Yeah, vâng, ladies and gentlemen, if you see an empty seat next to you, please get closer to your neighbor so that way we can be a little bit warmer. Kính thưa quý vị, chúng tôi có phần thắp nến nên xin quý vị hãy nhắn lại để mà có cái phần này, và sau đó chúng tôi sẽ có phần slideshow của ban tổ chức đề ra. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời phần phát biểu diễn văn của Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam California. Xin được mời ông Bùi Thế Pháp. Kính thưa quý bậc lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, kính thưa quý bậc trưởng thượng, quân dân cán chính và chính đảng, kính thưa quý đồng hương hải ngoại và kính thưa đồng bào trong nước. Đêm hôm nay, chúng ta có mặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để thắp nén hương lòng và tưởng niệm đến Quốc hận tháng 4 lần thứ 43. Trước tượng các anh hùng chiến sĩ vô danh, chúng tôi xin mạn phép, xin quý đồng hương dành một vài giây im lặng để chúng ta tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho miền Nam tự do. Hơn nửa triệu đồng bào đã chết trên đường tìm vượt biển tìm tự do, và cũng để tưởng niệm đến hơn 80.000 thường dân hiền lành đã bị Cộng sản Bắc Việt thảm sát trong 25 ngày chiếm đóng Huế và Thừa Thiên 50 năm trước đây. Và dù còn nỗi đau bị bức tử 43 năm trước đây vẫn day dứt trong lòng của chúng ta, chúng ta cũng xin tri ân đất nước tự do này để cưu mang chúng ta gây dựng lại cuộc đời mới. Xin cảm ơn tất cả quý vị giữ im lặng. Sau đây là một phút im lặng. Thưa quý vị, chưa bao giờ trong lịch sử 5.000 năm của dân tộc ta, dù trải qua bao khổ đau dưới ách thống trị của Hán tộc hay của thực dân Pháp, mà hơn triệu người đã phải liều chết bỏ nước ra đi bất chấp nạn hải tặc và giông bão biển khơi vì không chấp nhận sống dưới sự tàn áp của bạo quyền Cộng sản. Cộng sản Việt Nam là độc tài, là độc ác, là hèn với giặc, ác với dân, là xảo trá, là lường gạt. 40 năm đã trôi qua, ngày nay người dân cả ba miền Bắc, Trung, Nam đã thấy rõ bộ mặt bán nước và phản bội dân tộc của Cộng sản Việt Nam. Họ ước mơ một chính phủ dân chủ, tôn trọng nhân quyền, nhưng sống dưới sự kềm kẹp của công an bộ đội đã không thể lên tiếng để đòi quyền sống, quyền được nghe, được nói và quyền được hy sinh để bảo vệ đất nước. Thưa quý vị, vậy thì những người con dân Việt khắp nơi trên thế giới, những người đã may mắn sống ở đất nước tự do, được quyền nghe, được quyền nói lên những điều ngay lẽ phải mà không sợ bị công an du đãn hành hung đánh giết, chúng ta có trách nhiệm gì? Chúng ta phải làm gì? Đó chính là chủ đề của ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm nay. Thà chết không chấp nhận sống với Cộng sản, và đừng im tiếng mà hãy lên tiếng, như trên hai tấm phông lớn quý đồng hương thấy treo ở ngoài kia với hình một con thuyền nhỏ bé
trong sóng lớn của đại dương mênh mông và các hình ảnh người Việt hải ngoại theo lời kêu gọi của đồng bào trong nước cùng đồng hương biểu tình cộng sản. Mà lần nào đồng bào ở trong nước vùng lên biểu tình và kêu gọi sự yểm trợ của hải ngoại thì y như rằng lại có nhiều chuyện chụp mũ những nhà tranh đấu trong hàng ngũ người Việt quốc gia chống cộng sản. Cũng như 43 năm trước đây, khi cộng sản Bắc Việt vừa xua quân đánh miền Nam tự do của chúng ta thì họ lại sai bọn Việt gian tuyên truyền chụp mũ bêu xấu gây rẽ trong hàng ngũ chính quyền và quân lực Việt Nam Cộng Hòa để gây phân hóa tiềm năng chiến đấu của chúng ta. Với những âm mưu đen tối chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại của Việt Cộng, chúng ta nói thẳng với bè lũ cộng sản rằng đừng mơ tưởng hão huyền lũ cộng sản và Việt gian kia. Cộng đồng hải ngoại không bao giờ để cộng sản thực hiện được âm mưu chia rẽ để làm giảm tiềm năng của chúng ta trong việc yểm trợ đồng bào trong quốc nội giành lại quê hương đất nước. Chúng ta phải quyên trì chống bạo quyền cộng sản không phải chỉ vì họ đã thảm sát người dân lành vô tội khi xua đẩy hai miền Nam Bắc và cuộc chiến tương tàn đã giết chết hàng triệu người. Cũng không phải chỉ vì cộng sản Việt Nam sau cuộc nạn 1975 đã sát hại hơn 98.000 sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong các trại tù. Mà hơn thế nữa, ngoài những tội ác trên, Đảng Cộng sản đã và đang bán nước cho ngoại bang. Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục hà hiếp dân lành, gieo điêu linh tam tóc lên đầu con dân Việt. Trong đó có cả con cháu của những người đã từng hy sinh xương máu cho họ, những người cộng sản, khi họ xua quân xâm chiếm miền Nam tự do của chúng ta. Đến đây, chúng tôi xin nhấn mạnh, Cộng sản Việt Nam là độc tài, là độc ác, là hèn với giặc, là ác với dân, là xảo trá, là lường gạt. Hàng chục triệu đồng bào của chúng ta ngày nay sống dở chết dở dưới chế độ bạo tàn của Cộng sản Việt Nam, một chế độ độc tài độc ác của bè lũ tham quyền lực, tham tiền bạc, sẵn sàng bán nước hại dân, một chế độ đã để cho Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải, để Trung Cộng đàn áp lương phục tại Biển Đông và để Trung Cộng đầu độc môi trường và con dân Việt. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì trước trách nhiệm hồn thiêng sông núi và đồng bào của chúng ta? Thưa quý vị, hơn 1 triệu người Việt tại hải ngoại đã thành công trên mọi mặt với rất nhiều tướng lãnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ, các vị dân cử liên bang, tiểu bang, các cấp, nhiều nhà khoa học giao lỗi lạc và nhiều nhà triệu phú và vài người tỷ phú, vân vân. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Hơn lúc nào hết, chúng ta phải nhất quyết chung sức xây dựng một cộng đồng thêm triệu phú, thêm lớn mạnh, nhắc nhở cho chúng ta và con cháu của chúng ta về tiếng trống mê linh hào hùng của Hai Bà Trưng, của Lý Thiên Quyết bình chiêm phạt Bắc, của Trần Hưng Đạo 3 lần đại thắng quân Nguyên, của Quan Trung Hoàng Đế đánh tan 10 vạn quân Tàu trong 5 ngày ngắn ngủi. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải là tai nghe, là mắt thấy, là tiếng nói cho đồng bào trong nước. Chúng ta sẵn sàng để đồng hành, để ứng chiến, yểm trợ cho họ trong việc giành lại chủ quyền cho quê hương ta. Thưa quý đồng hương hải ngoại và đồng bào trong nước, để có một quốc gia hùng mạnh, không lệ thuộc và làm nô lệ cho ngoại bang, người dân trong nước và đồng hương khắp nơi phải nỗ lực giải thể chế độ độc tài độc ác của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay vào đó trả lại cho dân một chính quyền đa đảng, dân chủ và tự do. Cộng đồng người Việt khắp nơi phải phát triển lớn mạnh hơn nữa và phải hợp lực đoàn kết để tạo sức lớn đấu tranh cho dân chủ, giành lại quê hương cho dân tộc và đem lại hạnh phúc ấm no phú cường cho đồng bào ta. Nếu chúng ta không làm thì sẽ là ai? Nếu không bây giờ thì khi nào? Với 2 triệu người Việt khắp nơi trên thế giới và 90 triệu người ở trong nước và dòng máu kiêu hùng trong tim, chúng ta phải tiếp nối ngọn lửa tranh đấu và nung sáng niềm hy vọng cho một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ và phú cường, và để lá cờ vàng ba sọc đỏ
sẽ mãi mãi tung bay trên khắp nẻo đường quê hương. Xin kính chào quý vị. Việt Nam Cộng hòa muôn năm. Việt Nam Cộng hòa muôn năm. Việt Nam Cộng hòa muôn năm. Chúng tôi xin cảm ơn phần phát biểu vừa qua của Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Việt Nam California, ông Bùi Thế Pháp. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là phần văn nghệ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe lại những nhạc phẩm, một nhạc phẩm của tướng Lê Minh Gạo, Nhớ Mẹ. Có tình nào dạt dào bằng nỗi nhớ thương khi trông về quê mẹ? Bao người trai thời tao loạn gậy súng chiến đấu, cam phận trầm luân trong chốn lao tù, không gian và thời gian nhưng cùng khóc thương cho nỗi nhớ về mẹ. Một sáng tác của tướng Lê Minh Đảo ngày hôm nay sẽ được mời quý vị cùng thưởng thức với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, nhạc phẩm Nhớ Mẹ sau đây. Con hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi, bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sóng đứng, gió về nghẹn ngào như tiếng nắng. Còn đâu quê hương hoa thơm, thơm làn tóc. Ra từ miền Nam tan tóc, con sống trầm luân kia sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa đâm cay hơn ngàn tháng ngày. Chẳng sao tin yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốn phá, và đêm thê lương che kín núi sông này. Sắp tắt con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi, bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu dạt mãi đâu. Quê hương điêu linh con vẫn không, trông chờ ngày về con vẫn thăm. Từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Bạn con hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi, bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sóng đứng, gió về nghẹn ngào như tiếng nắng. Còn đâu quê hương hoa thơm, thơm làn tóc. Giá từ miền Nam tan tóc, con sông trầm luân tiếp sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa đang cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tin yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốn phá, và đêm thê lương che kín núi sông này. Hoàng
hồn sắm tắc, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao